1 2 3 4 5 6 7. Còn gì đâu em, tháng ngày vui quá bất sầu để làm sầu. Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tí Đâu ngày hôm nay. Và trước video thì ngày hôm nay em xin thông báo các bác, sau một thời gian khá là lâu quá hỏi em nhiều quá thì ngày hôm nay em tiếp tục cập đến quá được 10 bộ mic Beyerus BS890, hàng còn full hộp xốp luôn. Đây có thể nói một dòng mic nó cực kỳ hay, đến thiệu Đức Beyerus thì quá nổi tiếng rồi, và quan trọng là em lấy được kho, tồn kho còn nguyên hộp luôn. Và em khẳng định các bác với mức giá em bán qua còn rẻ hơn cả hàng bãi, còn chất âm thì em nói thực sự các bác, em đã bán rất nhiều dòng mic này rồi. Anh em về làm sâu sự kiện kẹo kéo rồi đình thì chưa bác nào chê một điểm gì về dòng mic này, và đặc biệt với mức giá rất là sốc luôn. Thì trước khi vào video ủng hộ cho Đặng Tí dùng like nhé, bác nào chưa like ủng hộ dùng like nào và đăng ký kênh em nhá, anh em nhớ ủng hộ dùng like. Và cũng xem hết video em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể và sẽ báo giá của cuối video nhá. Bác nào thực sự quan tâm với dòng mic cao cấp và giá cực kỳ sốc này thì hãy xem hết video nhé, em sẽ báo giá của video. Thì bác biết rồi, đối với mic Beyerus thì nó quá nổi tiếng rồi, hàng thiệu Đức nhá, BS890 đời cao cấp 6 số tự ngắt. Đây đằng sau đây sẽ có rắc nguồn, rắc 6 ly và 20 rắc calon, phải là mic nó làm rất là đẹp luôn. Beyerus thì nó tiếng nó quá là lịch và nó quá là hay rồi. Và cho bác xem qua tay mic đây, thì cái lô này em tiếp tục lấy được hàng tồn kho nguyên hộp luôn, rất là hiếm nhá, không phải lúc nào cũng lấy đâu có nhá. Có đầy đủ hai tai để nghe bác vào tủ đây, đấy bác làm sự kiện nhá, có tai để bác vào tủ nhá. Và hai cái tay mic của nó này nó đẹp, tay màu vàng gold nhá, xuất sắc luôn, tay kim loại của nó này cầm nó đầm thực sự là dối. Dòng mic Beyerus thì bác cầm cái tay mic của nó đã chất rồi, đừng nói là về chất âm của này. Đầy đủ phụ kiện của bác, chống lăn nguồn rất lớn nhá, anh em ra hàng xịn nguồn rất là lớn luôn. Và tất cả sản phẩm này bên em sẽ bảo hành 1 năm, và quan điểm khi mua bán hàng bên em có sẽ được nhận hàng kiểm tra test thử không hay giả lại, riêng Đặng Tí bán hàng không cần bác cọc bất cứ đồng nào cả, có sẽ được nhận hàng test thử nếu không hay giả lại. Nếu anh em nào đã mua hàng bên em Đặng Tí thì có biết rồi đấy, bên em bán hàng cực kỳ thoải mái luôn, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay giả lại cơ mà. Đấy, nó là thoải mái như thế cơ mà. Đầy đủ phụ kiện các bác nhá, tay mic của nó Beyerus này nó đẹp thực sự, đẹp nó dòng mic này nó rất là đẹp luôn. Và quan trọng là sao tiếng của dòng mic Beyerus BS890 này. Rồi bây giờ em sẽ alo thử tiếng mic và sẽ báo giá anh em mình nhá, vì số lượng em về cũng không có nhiều, có 10 bộ thôi. 5 6 7 8 9 10 11 12. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thực sự anh em cái tiếng mic của nó thì không phải bàn, đầy đủ ba giải luôn cái dòng Beyerus này. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn, có mua một bộ mic bãi của Beyerus bây giờ cũng 2,5 triệu, 2,6 triệu, chứ đừng nói bác mua bộ mic mới nó còn full hộp cái này, có mua ngoài trường không dưới 4 triệu bộ mic này. Nhưng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục chiên các bác tiếp. Bác là muốn sở hữu dòng mic Beyerus thì ở Đức này, nhắn tin anh em chốt mic 890 cho em, chốt mic 890 nhắn tin qua cho em, giá chỉ có 1,850,000 thôi. 1,850,000 mic này bác là chốt nhanh tay cho em, vì thực sự anh em phải nhanh tay, vì gần như cái mic này em về đâu là hết sạch cái đấy, chỉ về được 10 bộ thôi nhá. Chốt mic 890, bao lấy vui lòng hãy nhắn tin qua số điện thoại, chốt mic 890 nhắn tin qua số điện thoại là có nhân viên đơn 1,850,000 em bao ship đấy, 1,850,000 em bao ship thôi, bảo hành có 1 năm, nhận hàng test thử không hay giả lại, riêng quan điểm bán hàng bên em có thoải mái luôn. Chốt mic 890 nha đấy, anh em nào chốt hãy nhắn tin ngay qua số điện thoại thì có nhân viên đơn qua. Chốt mic 890, 1,850,000 bộ mic này đấy, mà nghe rõ 1,850,000 một bộ. Đã lâu rồi đôi đường cách đôi đời tựa duyên xưa còn hay mơ, mai trường ơi em tôi còn học đường hay ra đi từ đô nào, ngày xưa đó mưa rơi từng đêm, mưa trên miên trên đồn khuyên lòng.
yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, đi núi sông còn